Ủa anh Lân, anh đang nhìn cái gì vậy anh Lân? À, anh đang ngắm cái kính kính bằng vàng nguyên khối L750. Đây là mẫu kính mới của showroom Kỳ Lân Luxury mình. Mình mới vừa hoàn thiện xong. Đây là cái mẫu kính được chế tác từ vàng nguyên khối. Tất cả những phần vàng này đều là vàng nguyên khối chế tác ra L750. Rất đẹp, rất sang. Ủa, em nhớ em thấy cái này rồi mà ta. Đúng rồi. Cái mẫu này là giống một cái mẫu mà anh từng giới thiệu đến tất cả quý khách. Mẫu trước thì thật ra giống mẫu này đến 90%. Y chang, chỉ khác 2 điểm thôi. Thì mẫu kia là sẽ bầu và ít vàng hơn, nhỏ hơn. Ở hai cái chồng kính của mẫu mới này là có phần vàng nguyên khối bọc từ bên này, ngay chỗ cái đầu của cổng kính này chạy qua phần ở ngay chỗ phần vàng và sống mũi này. Còn mẫu bên trước em nhìn thấy á, anh từng giới thiệu đến tất cả quý khách á, là y chang như vậy, nhưng mà chồng kính không có phần vàng này. Vậy thì mẫu này với lại mẫu kia cũng có sự khác biệt về giá đúng không anh? Đúng rồi em. Mẫu kia là giá 118 triệu, mẫu này là 138 triệu. Đẹp ha, đẹp em ha, quá đẹp. Nếu như mà mình thích trồng không thôi, không có phần vàng thì mình chọn mẫu kia. Còn mình thích vàng óng ánh ở trên phần trên của hai cái trồng kính thì mình chọn mẫu này. Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là cái chỗ phần vàng này nè. Nó chạy từ ngay chỗ đầu gọng kính này chạy đến phần chỗ phần vàng trong ngay sống mũi. Và hai bên đều như nhau.